cứ đến rằm tháng 8 âm lịch, ngày Tết Trung Thu của các em thiếu nhi, các cấp chính quyền dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian quý báu để phối hợp cùng với nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh tổ chức cho các em vui Tết Trung Thu, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em mình hưởng Tết Trung Thu đầy vui vẻ, tràn đầy niềm tin và bước vào tương lai tươi sáng. Hòa chung niềm vui ấy của các em thiếu nhi, chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo, không khỏi bồi hồi xúc động trước ngày vui này và hứa sẽ cố gắng hết mình cùng nhau chung sức chung... Chú Quỳ ơi! Ai gọi tôi đấy nhỉ? Chú Quỳ đây các bạn nhỏ ơi! Chú Quỳ xin chào tất cả các bạn nhỏ của trường tiểu học Minh Đức Đê. Hôm nay các bạn có thấy vui không? Chúng ta đặt tôi là thế nào? Đúng rồi, đội mũ bảo hiểm là đảm bảo bảo vệ cho tính mạng của ta, cái đầu của ta khi đi xe máy. Bây giờ chúng tôi có một trò chơi nhỏ dành cho